Ngày hội STEM 2017 dành cho học sinh từ 8 đến 18 tuổi khu vực phía Bắc được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh và phụ huynh. Đến với ngày hội STEM 2017, các em học sinh được trải nghiệm các thử nghiệm thú vị sáng tạo như thiết kế đèn chiếu sáng thông minh, điều khiển vật thể bằng sóng não, khám phá vũ trụ thông qua các công nghệ thực tế ảo. Đặc biệt ở cấp tiểu học, các học sinh sẽ được chứng kiến việc tạo ra nguồn điện từ các loại quả hay các phản xạ hóa học lý thú khi kết hợp các chất với nhau. Bên cạnh các hoạt động trình diễn khoa học là các lớp học theo ca và theo chủ đề dành cho các khối học sinh. Với niềm đam mê khoa học từ nhỏ, em Bùi Văn Anh, học sinh trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, khi biết ngày hội STEM, em đã cùng mẹ tới ngày hội để tìm hiểu về bộ môn khoa học này. So với những cái anh học ở trường thì học lý thuyết thì đây em hiểu biết được là ứng dụng của các cái ngành như nào ấy, biết thêm nhiều thứ như là các cái mà thực ra hoạt động như nào ấy. Tại vì ở trường chỉ dạy về các cái công thức của chúng tôi, còn ở đây thì dạy bản chất tại sao thế, nên là em cũng học nhiều thứ mới đây. Hôm nay thì có 3 hệ tiểu học, trung học cơ sở, thông trung học để làm nhằm cung cấp cho các em về cái kỹ năng khoa học và liên kết với toán học để có thể phát triển được các ý tưởng nghiên cứu khoa học từ thực tiễn và sau này có những niềm đam mê khoa học để tham gia định hướng nghề nghiệp của mình trong cái thời gian tới. Ngày hội được tổ chức bởi tạp chí Tia Sáng, Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội, Học viện Sáng tạo S3 và Học viện STEM dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm phổ biến và nâng cao nhận thức xã hội về giáo dục STEM, một mô hình giáo dục hiện đại trang bị cho những người học kiến thức và kỹ năng lồng ghép liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, giúp người học không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hàng ngày.